đang mình nó đâm ra nhiều nhánh quá đây. Cây này đẹp quá anh ha. Cây này đen đen nó đen đâm nhánh mới nè các bạn. Cây này để nuôi củ không con, cái củ nó bự không? Cây này thì anh Thành anh đang nuôi cho cái củ nó phình ra. Cái này là hoa sứ cảnh nha các bạn. Cây này cũng đẹp nữa anh. Cây này nè. Nó cũng đang đâm quá trời nhánh luôn mà cái củ nó cũng phình bự ha. Cái này anh mới thay gọi vô đây này cho nên là giờ đang được tỉa được ha. Nó mọc ra tùm lum hết không ha. Sau giờ mình phải tỉa bớt hết. Cho nó giữ lại khoảng 4 mắt thôi. Vợ chồng Thư xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube của gia đình Thư. Mới sáng sớm thức dậy là anh Thành anh đi ra ngoài vườn liền đó các bạn. Thư thì mới vừa bắt được nồi cơm bên trong nhà. Thì hồi tối hôm qua chỗ Thư có mưa bão lớn lắm các bạn. Sáng nay trời cũng chưa có nắng nữa. Nhưng mà nguyên một tuần lễ nay á, tuần đầu tiên mấy đứa nhỏ nhà Thư nó đi học trở lại cho nên sáng không còn thời gian để mà đi ra, hai vợ chồng đi ra quay thu hoạch rau củ quả ngoài vườn nữa. Thì hôm nay thứ bảy thì hai đứa nhỏ nó được nghỉ học á, cho nên là hai vợ chồng Thư quyết định sáng nay sẽ đi ra thu gom hết tất cả mọi thứ đang có ở ngoài vườn nhà Thư. Nguyên một tuần lễ nay mình không có gom á, thì Thư mời cô chú anh chị và các bạn đi thu gom rau củ quả ở ngoài vườn với vợ chồng Thư ngày hôm nay nha. Xem thử coi sau một tuần lễ mình không có gom á thì hôm nay mình gom được những cái loại rau củ quả gì ha. Hôm nay sẵn mình ra thu hoạch mấy trái bầu á, Thư thấy cái trái ớt chuối này nó chín rồi cho nên là mình bẻ nó luôn. Đó, ớt chuối nó chín cái màu nó cũng vàng dễ thương lắm các bạn. Hôm trước Thư cũng thu hoạch được một trái rồi mà thu hoạch vào buổi tối á, nhìn cái màu nó không có được rõ, không thấy không có đẹp nè. Hôm nay mình thu trái này luôn, được một trái. Chỉ có hai trứng ngoài đây thôi hả? Hình như ở trong cái cây gỗ đó hay có trứng lắm á. Rồi sáng nay được thêm hai trứng gà nữa các bạn. Rồi anh bỏ vào đây luôn đi. Rồi anh cắt hai trái bầu ngay đây luôn nha. Hôm nay dàn bầu nhà mình thì cũng được hai trái. Hai trái mình cũng cần phải thu hoạch. À, tại vì mấy bữa trước á, các bạn ở chỗ của Thư á, trời nó nắng nóng lắm, mình tưới nước cho nó mỗi ngày hai lần luôn á, mà cái trái bầu nó cũng không có được thẳng là do nắng quá đó, nó nước nó bị khô nước á, cho nên hai trái bầu, mấy trái bầu này cũng vậy nữa các bạn. Các bạn nhìn thấy mấy trái bầu mà nó cong cong như vậy nè, nó không có được thẳng, không có được mọng nước á. Mấy cái trái này nữa ha, là do nó bị thiếu nước á, nó bị nắng quá nè. Cái trái này cũng vậy, nó cong 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 á. Ở đây hôm nay để anh Thành anh đi cắt bầu các bạn, cho anh đi cắt trái bầu rồi để đó đi, em lại em gom hai trái dưa leo ngay đó luôn, không thì anh bẻ luôn đi nè. Trái dưa leo trên cao nè, nó hơi cao á. Đây các bạn, cái này là dưa leo tí hon, dưa leo nhỏ đó mà nó lùn chũn rồi nhưng mà đều nó phình to lắm đó. Dưa leo như trồng trong này nó không có được dưa leo kia, cái vỏ nó màu vàng chứ nó không có, không phải cái vỏ màu xanh ha. Dưới này trái nữa anh gom luôn. Năm nay dưa leo trồng nó cứ tròn trần ông đụng. Anh Thành anh nói em trồng dưa leo làm sao nó tròn ủng vậy, nó không có ra cái hình dài giống như người ta. Nó chín đều lắm các bạn. Mình bẻ hai ba bữa là có ớt. Hôm bữa trước có mấy cô, có cô ở bên, cô Hồng hả, ở bên Pháp á, ở Paris á, cô nói cô cũng đang trồng mấy chục cây ớt á, tại vì cô người Huế, cô thích ăn cay. Cô nói cô mê cái dàn ớt nhà mình quá chừng luôn. Thì là cô thích ăn cay, là cô con giống cô rồi, con cũng thích ăn cay nữa nè. Mà cái ớt này á, nhà con nó cay dễ sợ luôn đó cô. Ớt này cô mà thích ăn cay là ăn cái ớt này là đúng luôn đó anh ha. Ớt này nó cay mà nó thơm nữa. Nè, ớt hiểm nhà con nè cô. Cái này chấm không quan trọng.
có em châm rồi. Ớt này nó chín liên tục luôn các bạn. Hôm qua Thư mới, không phải hôm qua, hôm trước lô Thư làm ớt sa tế đó, Thư mới bẻ nó đó. Mà hôm nay nó đã chín đỏ đầy cây nữa nè. Làm vừa ớt chua ngọt rồi vừa ớt sa tế, mỗi thứ một hũ rồi. Còn nhiều nữa thì mình làm thêm ha. Tại vì làm cái đó để ăn quanh năm được các bạn, không có hư. Giờ Thư sẽ đem mấy trái bầu này vào cách trước, rồi mình sẽ lấy rổ ra mình gom một ít rau mồng tơi trong nhà kiến này hôm nay luôn nha. Cả tuần nay Thư không có rảnh để đi thu hoạch rau củ đó, cho nên là hôm nay là mình phải gom hết rổ ré ra để mình thu hoạch một lần luôn. Bên này là mồng tơi lá lớn nè, nó tốt ghê lắm. Cái loại mồng tơi này mình nhúng lẩu ăn ngon lắm các bạn. Nhúng lẩu hoặc là nhúng bò không á, bò tái không thôi á đó, mình đem về mình nhúng giấm á, nhúng cái rau này vô mình ăn là ngon khỏi chê luôn. Nè các bạn coi nè, tốt chưa đó. Nhà mình hôm trước có cô hàng xóm, cô cho mấy trái mứt hương á. Hôm nay mình ngắt một bớ này vô mình nấu canh mồng tơi đâu đây với mướp luôn ha. Đó, các bạn coi thấy lá đẻ không? Nó non lắm. Công nhận ở trong nhà kiến á, cái mồng tơi này nó lên nó tốt thiệt. Mà hay một cái là sâu bọ nó không có ăn cái lá mồng tơi các bạn. Không biết là có phải là sâu bọ nó không thích lá mồng tơi không, hay là nhà Thư sâu nó không ăn lá mồng tơi ha. Lá rau cải, lá rau xà lách các loại á, sâu nó ăn lủng lỗ tùm lum, mà chỉ có lá mồng tơi thôi, còn nguyên lá không có lá nào bị đục lỗ hết trơn. Mới ra mình thu sơ sơ thôi, là một rổ đầy rồi nè. Cái mồng tơi nó rụng hột xuống á đó. Mấy cái hột màu đen như vậy nè, sang năm là tự động nó rụng xuống, nó lên cái cây mồng tơi như vậy nè đó. Cái này nó cũng mới rụng hột xuống lên nè, chứ mấy cái cây mà từ đầu mùa là bây giờ nó leo vàng hết rồi, nó không có nhỏ như cây này đâu. Cây này để tới mùa đông nó bắt đầu nó leo lên vàng là mùa đông. Mà nếu mà trong nhà kiến mình ấm á là mình cũng vẫn có mồng tơi ăn á. Rồi hôm nay thu bao nhiêu đây mồng tơi thôi nha các bạn, ăn không có hết á, để dành bữa khác thu tiếp. Bây giờ mình đi ra ngoài bên ngoài sân coi thử có gì khác không mình thu hoạch nha. Ở đây thì thấy có một trái đậu bắp nè các bạn. Đó. Hôm nay được một trái thôi, thì đậu bắp nhà Thư năm nay nó ra trễ các bạn, mình trồng nó cũng từ đầu mùa tới giờ rồi, mà bây giờ nó mới có được có bao nhiêu đây à, nó có bao nhiêu đây lớn à. Nhưng mà từ đây đi là chắc là lai rai ha, sẽ có trái nhiều á. Cái này rồi, để mình thăm luôn cái dàn đậu ve coi, đậu ve có trái nào không, mình gom luôn. À đây nè, wow, cây này thì nhiều lắm. Cây đó quá trời trái. Cây này nhiều trái chưa. Đậu bông mình bông trồng này nó ra một cái bông là một trái, thường đậu đũa thì ra một đông bông là hai trái. Uh-huh. Không, một chùm nó ra hai bông anh, một bông cũng một trái nhưng mà một chùm nó ra hai bông. Wow, cây này trái nhiều quá. Bên dưới. Mà năm nay á, cái đậu ve nhà Thư nó cũng được mùa các bạn, nó không có bị sâu nó ăn. Cũng chỉ mới có lai rai vài trái thôi chứ cũng chưa có rộ lắm. Thôi để mình đi qua mình cắt thêm hai trái cà chua Halloween luôn nha. Cà chua ma nhà Thư hôm nay cũng được hai trái nè các bạn. Cắt luôn cho đem vô nhà luôn ha. Đây. Trái này thì nhỏ nhỏ thôi. Đó. Nó chín nó cũng cái màu nó cam cam. Nhìn thấy cưng lắm. Trái này lớn nè các bạn. Cắt nó đi.
Wow, trái này to chưa? Đó, các bạn coi nè. To ha. Được hai trái. Còn trái nhỏ nhỏ màu xanh đây nhiều lắm. Đó, nhiều. Chùm luôn. Thôi giờ Thư đi qua bên kia Thư coi thu hoạch cà pháo với lại rau muống ha. Có gì mình gom cái đó. Cây ớt ngay đây nè. Cây ớt ngay đây cũng đỏ. Cây ớt này thì Thư cũng thu hoạch nhiều lần lắm luôn nè các bạn. Hôm nay video quay chắc là hơi bị dài á, tại vì Thư thu hoạch nhiều thứ á, đủ loại rau củ quả luôn. Mình gom một lần luôn, tại vì ngày hôm nay tụi Thư được rảnh á, buổi sáng á, mình ra mình thu hoạch cho rau nó tươi. Còn mấy ngày kia sáng nào anh Thành anh cũng chở mấy đứa nhỏ đi học rồi Thư ở nhà, Thư lo cơm nước á, rồi lật đật lắm các bạn, không có thời gian ra quay video buổi sáng thu hoạch á. Thì mình quay buổi chiều tối không mà nhìn nó cũng không có được đẹp mắt lắm. Cho nên hôm nay là mình tranh thủ mình thu hoạch rau, mình để dành ăn một tuần luôn. Thêm một mớ ớt nữa. Rồi bây giờ mình đi qua mình thu hoạch cà pháo luôn nha các bạn. Đây, cà pháo. Cà pháo tím. Mùa này là nó có ăn lai rai rồi. Thì để coi nhiều nhiều Thư gom vào, Thư muối chua để dành tới mùa đông mình ăn. Muối chua thì mình để được lâu các bạn. Muối sổi thì mình ăn, mình để tủ lạnh mình ăn được một tuần lễ thôi à, là nó bắt đầu nó thâm đen nè. Còn muối chua thì mình ăn, mình để dành mình ăn ha. Muối chua thì mình chỉ muối, nước muối đậm đậm thôi. Ông bà của chú coi nè, nhiều ha. Cho nên một tay Thư quay, một tay Thư cắt nha. Thư quay rồi Thư cắt cho nó rớt xuống đất rồi Thư lượm sau ha. Cái này nhỏ nhỏ nhưng mà chắc cũng già rồi, cắt nó luôn. Nhà bé bên này coi còn. Ngoài đường đi chỗ này có một trái nữa, mình cắt luôn nè. Lượm cà pháo Thư tưởng tượng giống như là lượm mấy cái trái trứng cút đó các bạn. Nhìn nó tròn tròn nhỏ nhỏ ha. Mấy trái này được chưa ta? Ồ, chắc cái này cũng được rồi. Ồ, trái này bể luôn. Này cà tím à các bạn. Cà tím bữa nay ra cũng được 3 trái ha. Này cà Little Finger cũng đang bắt đầu ra trái trở lại. Cây bên này thì chưa có thấy có bông lại nè. Hôm trước tôi mới cắt vô nè. À, quay mấy cái trái dưa gang cho các bạn coi. Đó, đợt 2 nè các bạn. Thì trái nó cũng xem đợt 1 đó. Đây nữa. Cái này hai trái ha. Đó. Cái giống dưa gang này á, thì cái ruột của nó nhiều các bạn. Cái thịt của nó ít nhưng mà ngược lại thì tôi thấy ăn nó cũng dẻo, tương đối dẻo. Ăn ok. Góc bên kia cũng hai em nằm bển kìa. Rồi, hôm nay Thư sẽ thu hoạch hết cái đám rau muống này đây nha. Này các bạn coi nè, lên tốt chưa? Đó, lên là ôi, nó non mơn mởn luôn đó các bạn. Để Thư đi vô trong đó Thư cắt ha. Dùng cá tàu nè. Có một cành nhỏ xíu mà nó chĩu xuống luôn nè. Đó, trái nó dày đặc thế luôn cho nên là nó nặng á, trời mưa nữa, nó chĩu xuống dưới.
Rồi, hôm nay mình cắt cái mớ rau muống này ha. Nếu tuần này Thư làm xiên á, Thư nấu bún, canh bún ăn. Nấu canh bún cho anh Thành ăn. Em cắt em phải chừa cái đọt ạ. Rồi đây em chừa mấy cái nhỏ nè. Nó mới mau có ăn. Giống như đợt trước mình cắt anh ha, nó mau lên ha. Chứ cái đợt đầu tiên cắt để chụp đúng hết luôn là nó lâu lắm. Nó lâu lên. Chừa những cái mắt nó lại á các bạn. Thì cho nó mau lên, với lại chừa những cái đọt mà mới á. Đợt này Thư cắt là đợt thứ hai. Thứ ba. Đợt thứ hai của cái chậu này anh. Rau muống này rau muống lá lớn các bạn. Anh Thành nhà Thư anh thích ăn rau muống lá lớn hơn. Xào cũng ngon mà luộc cũng ngon anh hả? Nó giòn thế này, nó giòn chỉ giòn mềm mềm không phải dai. Nó giòn lắm. Mà năng suất nó lại cao nữa. Rau muống lá chè thấy vậy chứ mà nó không có tốt bằng rau muống lá lớn. Tốt chưa? Hôm qua được cơn mưa đó anh ha. Cho nên thấy cái rau muống hôm nay nó cũng lên, nó cũng tốt. Tốt hơn mọi lần. Trời, cái thân nó mập ù à. Cách mà mình nghe đó, nghe nó kêu rột rột luôn. Cái cây nó đâu có đâm nhánh nữa đâu. Mình cắt đi cho nó đâm nhánh mới. Cái rau này Thư gieo bằng hạt nha các bạn. Mình mua hạt ở trên mạng á. Mua hình như Amazon cũng có bán. Mà cái này thì Thư mua trên Facebook của mấy chị Việt Nam á. Mấy chị trong cái group làm vườn á. Một cái chậu này chứ mà Thư cắt ra cũng đâu có bao nhiêu đâu các bạn. Nó sộp lại hết trơn nè. Rau muống này á, luộc lên á hoặc là xào lên á, hai thằng nhỏ nhà Thư nó ăn nhiều, nó biết ăn rau muống luộc á các ông bà cô chú anh chị và các bạn, cho nên là rau muống nhà Thư là không có sợ bị ế. Hai đứa nó ăn luộc lên, nó ăn chấm nước thịt kho, nó ăn nhiều lắm. Anh nghĩ em thu hoạch cái đám đó thôi, đám này chờ để lại ăn, đợt tới. Ok. Từ bị đợt trước á mình chừa cái chậu này lại, mình không có thu hoạch nè các bạn. Mình chỉ có chia thành hai đợt mình và ăn chỉ có lấy ra mấy cái chậu kia mình ăn trước á. Rồi đợt này mình gom cái chậu này nè là Thư nấu mấy con cá tươi anh Thành anh đi câu ở ngoài hồ về á, rồi Thư tưới cho nó nè, cho nên là nó lên cái thân nó mập ù luôn các bạn. Tưới cái nước cá đó mình nấu cho nó kỹ, cho nó nhừ ra các bạn, rồi mình pha với lại nước thường á, thiệt là nhiều vô rồi mình đem đi tưới, nó không có bị hôi nha các bạn. Không có cần chôn xuống, chỉ có những cái xác của những cái cá đó thì mình cần chôn dưới đất thôi. Chứ còn cái nước cá đó mình tưới trực tiếp luôn. Mình pha loãng ra mình tưới trực tiếp luôn. Tốt lắm các bạn ơi. Phân hữu cơ đó, phân đó là phân tốt luôn á. Nó không có hôi, không có gì đâu. Hôm bữa trước có bạn nào hỏi Thư đó. À, là tụi Thư có pha cái gì ở trong cái nước tụi Thư nấu lên không á, thì không có pha gì hết đó các bạn. Chỉ có khi nào mình tưới thì mình pha cái nước nó lạnh qua thôi. Đó, mình cắt nguyên một cái thau đó mà ra được một cái mẹt. Ra được nguyên một cái mẹt này luôn nè. Hôm bữa trước Thư mới nấu một nồi canh khổ khoa. Ngon quá trời luôn, anh Thành anh ăn quá chừng. Đây một trái nữa. Khổ hoa này nhồi ăn cũng ngon mà xào trứng ăn cũng ngon lắm. Hết rồi. Đợt này sao không thấy nó ra trái non nữa ta? Ra được có một đợt vậy. Đây còn trái nữa nè. Hết luôn rồi ta. Nhờ cơn mưa này xuống rồi nó ra nữa. Ô, nó bị vàng anh ơi. Thì nóng quá. Nóng quá nè các bạn. Nó cũng có ra trái non mà nó vàng. Thì cái mùa thu á các bạn, cái mùa thu bắt đầu vô đầu mùa thu cỡ tháng 9, cuối tháng 9 đầu tháng 10 rồi đó. Là khổ hoa nó ra nhiều trái lắm các bạn. Hồi năm ngoái á, nhà mẹ chồng Thư đó, cứ cỡ khoảng cuối tháng 9 á là ăn không kịp.
cho mẹ mẹ hái cho bị luôn á. Mà mấy tháng này nó còn hơi nóng á. Năm nay trồng đầu tiên hũ hoa. Dạ, năm nay nó còn hơi nóng á. Cho nên là nó chưa có ra, nó ra trái mà nó cũng bị vàng. Cái ớt nhà chút xíu mà cũng có trái. Sai ghê anh ha. Cái loại ớt này ra trái dữ thiệt. Dạ. Nói là trái ớt này nó ra trái coi như là trái nhỏ mà nó ra quá trời nhiều luôn. Kia trái đi em. Trái nè. Rí mà nó tròn quay à, đẹp lắm bạn. Cái bụi cà chua này á, là tự nó lên, nó mọc hoang lên á, nó nằm ở trong cái phần đất mình trồng hoa nè đó. Thì mà năm ngoái trồng đấy mà. Năm ngoái á, thì đúng rồi, năm ngoái mình trồng ở bên trong gốc cây táo tàu, chắc nó rớt ra một trái á. Năm nay nó lên một bụi đây nè. Anh Thành anh tính anh nhổ anh bỏ đi, mà Thư nói thôi kệ nó nằm trong gốc này cũng không ảnh hưởng gì đó, thì mình để lại á. Mà thiệt ra cà chua này ăn ngon quá chừng ngon luôn. Thôi xong rồi, tí xíu nữa anh Thành anh đi làm, Thư ra Thư tỉa bớt lá cho nó nuôi cái ngon lắm. Cây này ngon lắm, Thư mới cột cho nó nè, cho nó leo lên cho nó không có xè xuống dưới đất á. Nó nhìn tươi tốt dễ sợ luôn, khỏe dễ sợ ha. Thành ra cái kiểu là hoàng. Yeah, nhìn đẹp đó, bắt đầu nó cong cong lên rồi các bạn nè. Các bạn coi cái thân nó nè. Hôm bữa anh chồng nó nghiêng hẳn qua đây ha. Bây giờ cái thân nó bắt đầu nó hơi cong cong lên nè. Thôi để mình đem thành quả ra đây mình chụp một tấm hình làm hình nền nè. Hôm nay thì hai vợ chồng Thư đi ra ngoài thu hoạch được coi thử coi 1 loại, 2 loại, 3 loại, 4 5 6 7 8 9 cũng hơn 10 loại rau củ quả các loại luôn các bạn. Thích nhất là hai trái bầu ha, thì hai trái bầu này có thể hôm nay mình sẽ đem đi mình cho cái cô hàng xóm hôm trước cô mới cho mình mướp á. Thì nhà cô trồng bầu nó không có ra trái, thì chắc hôm nay mình đem đi cho cô một trái. Rồi còn rau mồng tơi thì mình đem lên tiệm ha, cho chị nào muốn ăn thì ăn. Rau muống này thì tuần tới mình sẽ kho thịt kho trứng lên cho mấy đứa nhỏ nó luộc lên cho tụi nó ăn. Đây là thành quả ngày hôm nay đi ra vườn. Kia ấy kia làm gì? Nấu bún riêu hả? Cà chua nấu bún riêu hả? À, cà chua thì để nấu bún riêu tuần tới, không phải bún riêu, tuần tới em tính nấu canh bún đó các anh. Canh bún tự vì có rau muống ăn nè. Đó thì thành quả ngày hôm nay hai vợ chồng mình đi ra ngoài vườn thu hoạch được nè các bạn. Thôi vợ chồng Thư xin phép dừng cái video clip ngày hôm nay ở đây luôn ha. Đây. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha.